Nước nhớ mẹ. Nhớ mẹ hả? Nhớ mẹ với cha đó. Ừ. Ờ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay là 2:30 sáng. Bà Vườn Hồ cùng với Úng Nhất và các anh em đang có mặt ở trên một cái chuyến xe để di chuyển từ Đồng Tháp lên Sài Gòn với quãng đường là hơn 200 km, hơn 100 km cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì 9 giờ sáng nay Vườn Hồ có lịch hẹn với chị Huỳnh, nha khoa Sài Gòn để mà làm lại cái hàm răng, lấy lại nụ cười chỗ nhất hả cô bác anh chị. Không gài cười cũng sợ gớt răng rồi à. Nên là nữa là cũng nhờ sự hỗ trợ của anh Lý Quang Nhiêu và cũng như là chị Huỳnh thì sẽ tìm lại một nụ cười tươi hơn chỗ nhất, không còn khép nép ẻo đều mong manh dễ dở giống như mà cô bác anh chị đã từng thấy những video clip mà Bùi Hồ và các anh em đăng trước đây. Và sau lưng Bùi Hồ đây là Úng Nhất. Rồi cô bác anh chị cùng xem hình ảnh mới nhất Úng Nhất ha. Coi mắt nhìn hoe luôn rồi kìa. Nói gì Úng Nhất ơi? À Úng Nhất cũng qua hồ chở cũng như đi trồng găng đó. Úng Nhất cũng cảm ơn mấy chị với mấy chú mấy anh rất là nhiều. Anh trên dưới không? Đó giờ đi mấy lần rồi? Đi hả? Hồi đó giờ đi mấy lần rồi? Đi này hả? Dạ. Đi cái này, đi lần này lần đi thành phố, lần này lần thứ hai. Lần đi làm quán chai Bình An chứ lần này là hai lần. Sau một hành trình dài á thì bây giờ Úng Nhất cũng đã có mặt tại nhà khoa của chị Quỳnh rồi. Và hôm nay thì cũng sau khi các nhà xong thì cũng được may mắn là được anh chị hỗ trợ tận tình cho Úng Nhất có được cái hàm răng ha. Vui không Úng Nhất? Vui. Nhưng mà bây giờ thấy sao gương mặt đừng quá vậy? Đi xe cái hồi nào thì đi không quen, nó xây sóng. Xây sóng hay xây xe? Xây xe. Gặp chị có lại hàm răng là vui rồi. Hảo mệt mệt. Hảo mệt mệt. Mới mệt cũng là không làm được không. Ngày xưa làm hàm răng là nhiêu tiền? Lúc đó 100.000 cái à. Là mấy cái? Mới làm 4 cái. Là 400. Mà hàm trên là hình như là hư hết không? Nó hư cái trên rồi, cũng như là kêu ông ấy đỡ ngoài này cho nó che lại thôi. Còn hàm dưới thì nó chắc. Hàm dưới thì nó còn là cái này nè. Nó còn mấy cái này nè. Ở trong này kia là hết. Đó giờ lên Sài Gòn mấy lần rồi? Cũng lên Sài Gòn 2 lần. 2 lần rồi. Làm không biết làm bên quận 10 quán chai Bình An. Chứ không làm đi lên đây làm ra. Lần này là lần thứ hai, mà lần này lúc trước thì là đi lên Sài Gòn để mà kiếm tiền. Cứ làm mà kiếm tiền quán cha mình này. Còn hôm nay là lên Sài Gòn được các chị hỗ trợ. Hỗ trợ cũng biết làm cái một răng. Cảm giác gì vui không? Vui. Mai mốt về làm cưới vợ hay gì? Không, cứ về làm cứ về nhà cũng trở mình người cũ mà muốn làm. Mà giờ có răng đẹp cưới vợ được rồi, hát hò à. Thôi, cũng không có nghĩ cái đó mà cứ nghĩ về đi làm. Bây giờ thì anh bác sĩ nha khoa đang khám răng lại cho Úng Nhất. Sợ xấu lắm á bác sĩ. Mổ đi, rồi bắt đầu mổ xong rồi bắt đầu nó làm. Làm đây là làm những hàng thoát lắp thôi chứ không thể nào mà làm có bệnh nổ đâu. Còn hàm dưới á, hàm dưới thì có thể mình cũng làm cái này, cũng nói chung là mình cũng làm, vẫn làm khó thì cũng không làm cố định, bên này cố định. Rồi, trước mắt là tất cả những cái chương trình phải nhổ, ha. Sợ nhổ không Nhất ơi? Sợ nhổ răng không?
Cái này là 2 ngày xong không bác sĩ? À, mình nhổ ra 2 ngày xong mình nhổ. 2 ngày thì ngày hôm nay nhổ, ngày mai nhổ nữa, thì 2 ngày là nhổ răng thôi. Mình chỉ có nhổ răng thôi, chứ còn mà nhổ xong rồi để bắt đầu để lành. Để lành khoảng 2 tuần. Là ít nhất á, là thấp nhất rồi đó. Dạ. Bắt đầu mình mới làm thôi, làm thôi lắm. Còn hàm dưới này đúng không? Hàm dưới thì bữa nay hàm dưới này cũng chưa răng quá trời, nên bắt buộc hàm dưới mới nhổ được chưa răng luôn. Còn chưa răng không, còn bữa nay thì còn tốt nè. Bữa nay thì còn tốt nè. Vậy là phải đi lên Sài Gòn thêm một lần nữa. Đi lên một hai lần nữa. Một hai lần nữa. Đó thì mình mới làm phòng chụp nữa. Bây giờ mình chỉ có, cũng buồn là chỉ có đi lên đi xuống mấy lần để mà có cái hàm răng mình ăn ngay. Chứ còn nếu ví dụ không có chứng răng như vậy thì tiến hành làm luôn. Còn anh bị chứng răng mà chứng răng này nó đã lung lay rồi, bắt buộc phải lấy ra, không thể nào để được trong đó. Nếu mà để đó mình làm này, những cái hàm thoát lắp này mình đè lên, mình sẽ đè lên cái đó là thời gian sau nó sẽ gây mình uống cái bệnh nó trở lên luôn. Nó hiểu không? Ngày nào thì nó tốt không phải chỉ bắt buộc cái nhổ. Thì nhổ thì mình phải đi lên xuống một hai lần. Mắt thì cứ nhổ đi ha. Cứ nhổ đi. Nhổ đi rồi. Bây giờ phải làm rồi. Bắt buộc. Tại sao mà mặt nhăn như vậy? Nhổ 2 ngày luôn. Nhổ 2 ngày liên tiếp. Bây giờ tiêm thuốc hả bác sĩ hả? Đúng nhất rồi, hôm qua nay thì đi lên Sài Gòn nè, lại nhổ mất 3 cái răng nè, thì hiện nay thì sức khỏe của ông Nhất như thế nào rồi? Sức khỏe của Nhất cũng bình thường. Ừ. Tại mấy ngày hôm qua lên xe đó, đi chỗ này chỗ kia hoài, cái nó đuối, nó đừ á. Ừ. Thấy Sài Gòn với lại ở quê mình thấy sao? Thấy như Sài Gòn với quê mình thấy nó lạ, quê mình thì nó yên tĩnh hơn. Ừ. Cho ông Nhất ở Sài Gòn là ông Nhất chịu không? Không, ông biết không có chịu, tại vì mẹ cha với nhà còn lùm đùm, như em mình nó đâu có đi đâu được mà lên Sài Gòn làm cái gì. Ừ. Nếu như mà cho ông Nhất lên Sài Gòn ở rồi có ba mẹ trên này, ông Nhất chịu không? Không. Sao vậy? Tại mình sống ở quê, như ông biết đi ra Cồn Mành cái nó quen rồi đó. Ừ. Như đi lên này ông biết làm nó cũng khó làm. Hôm qua là buổi hồ với ông Nhất uống ly cà phê nhiêu tiền ông Nhất? Hôm qua ông biết không có uống cà phê. Uống hả? Ngày hôm qua ông biết uống sữa với thằng Út. Là nhiêu tiền? Ngày hôm qua là cái đó là mà không biết Út có tính nhiêu, ông cũng quên, không biết. Ba mấy ngàn. Thì ba mươi mấy ngàn là ông Nhất làm cỏ mấy tiếng? Ủa, ba mấy ngàn ông biết làm cỏ gần 2 tiếng đồng hồ. Gần 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì Út biết ngán, thấy nó cũng nói với Út nè, nói cái nào ăn được ăn rồi kêu với mắt. Ừ, cái chi phí thì nó đắt đỏ hơn ở dưới quê đúng không Nhất? Mình đây mà mọi cái mà ăn mọi cái mọi mắt cũng ngán. Nhưng mà mắt là cũng đúng thôi, tại vì ở trên này á như người nó gấp đôi bằng ở dưới quê mình. Đúng rồi. Quê mình này có mười mấy ngàn, có 15 ngàn mà biết còn không ăn nữa. Hôm qua tôi bánh canh giò heo nhiêu? Hôm qua là Út biết với Út. Anh Út luôn là 70 ngàn. Là 35. Cái tô cũng biết 50 ngàn. Ừ. Nhổ 2 đêm hành. Ừ. Nhổ 2 đêm hành. Ủa, nhổ 1 2 tiếng bằng đêm hành. Ừ. Thấy nó đắt đỏ ha. Thấy nó cực khổ, bảo cái nghỉ chỗ đó mà ở không muốn ăn. Không muốn ăn luôn. Ừ, tại mình thấy như cái món ăn mình có đơn sơ đó, mình cái bản thân mình cũng cực. Ừ. Ở dưới quê thì có giá theo ở dưới quê thì mọi thứ nó không tốn chi phí. Còn đây người ta phải thuê nhân viên nè. Thuê mặt bằng nè. Nên người ta tốn chi phí nhiều nên người ta giá nó phải cao. Còn ở dưới quê của mình đó thì mọi thứ nó đều có sẵn tự nhiên hết, sản xuất tại chỗ, nó không có tốn khâu vận chuyển nữa. Nên thành thử là giá nó rẻ là đúng rồi. Rồi thông tin vốn nhất nè, hổm ngày ta hỏi Bùi Hồ vốn nhất đi đâu, nói bán khô, bây giờ hai anh em không có bán khô thì không lên hàng vậy trơn, vốn nhất trả lời sao? Tại vì cũng như anh em cũng như kẹt đi trồng găng cho vốn nhất đó, rồi Bụi Hồ nó không có giao hàng cho chị em, anh em nữa. Ừ. Chắc nói anh em thông cảm quá. Ừ, anh em thông cảm. Mấy bạn.
Thông tin với cô bác với anh chị là sau khi mà cất nhà xong á thì Bùi Hồ với lại ông Nhất lại lật đật chạy lên Sài Gòn sớm, và Bùi Hồ cũng có đem lên Sài Gòn 40kg khô nhưng mà gửi gáp trong vòng một buổi sáng, chỉ còn chưa đầy một tiếng là hết luôn hả ông Nhất? Chưa được một tiếng cơn dao hết à. Mà vẫn cái đó là chỉ là một số lượng nhỏ trong rất là nhiều. Thì có nhiều cô bác nhắn tin qua cái số Zalo của Bùi Hồ á, 0945444151. Bùi Hồ chưa có chép tin nhắn, lý do là như thế này cô bác anh chị. Để tin nhắn đó khi nào mà Bùi Hồ lên đơn thì Bùi Hồ sẽ gọi lại, chứ chép rồi cái tin nhắn đó nó sẽ bị trôi qua. Nên là nữ là có nhiều cô bác anh chị hỏi tại sao Bùi Hồ không trả lời những cái tin nhắn. Lý do trả lời là nó sẽ bị trôi qua, rất là khó để mà kiểm tra lại tin nhắn nào mình chưa lên đơn. Thì mong là cô bác quý anh chị cũng rất là thông cảm cho Bùi Hồ ha. Và Bùi Hồ thì với ông Nhất ở Sài Gòn còn lại ngày mai mốt nữa thì mới về. Nên là nữ là sau khi mà về xong á thì sẽ lên đơn và sẽ phân phối cho cô bác quý anh chị sớm nhất. Và bảo đảm với cô bác quý anh chị là khô của Bùi Hồ và bán ra đó thì khô này là khô sặc hai nắng. Thành nữ là lên đơn là phải vận chuyển đi liền. Tại vì khô này nó có mỡ, hai nắng thì ăn nó rất là ngon. Tuy nhiên là cái khâu bảo quản nó rất là khó. Nên là nữ là hôm qua Bùi Hồ cũng nhận được một cái phản hồi của anh Tùng ở quận 7 á. Anh nói là ăn ngon, hôm nay anh kêu mình là lên đơn đặt thêm 2kg nữa. Mà bây giờ chưa có về quê nên chưa có đem khô lên cho cô bác quý anh chị. Thì khi mà nhận được khô á thì cô bác quý anh chị có xem được clip này hay thì để khô trong ngăn đá không Nhất ha? Để ngăn đá. Để ở trên ngăn đá mình sẽ sử dụng từ từ. Khô hai nắng thì nó không quá khô nên con khô nó không cứng, nó vẫn còn mềm và nó rất là ngon luôn ha không Nhất ha? Mà nó chiên bà hẩm làm đó, ăn ai cũng thích. Khô ngon. Nhưng mà phải từ vận chuyển 2 đến 3 ngày trở lại nên cô bác quý anh chị cũng cố gắng là Bùi Hồ với Nhất là cũng cố gắng hết sức có thể. Rồi bây giờ thì Út Nhất có như đi hôm qua nay có nhớ quê hương, nhớ cỏ cây gì không? Không, Nhất nhớ mẹ. Nhớ mẹ hả? Nhớ mẹ với cha đó. Nhớ mình thấy như má đi, má rước con mẹ lên có con bữa một rồi chưa có gì trơn rồi đi nữa. Có rất là nhiều cô bác anh chị lại muốn gặp Út Nhất ngay tại Sài Gòn này. Trưa nay thì Bùi Hồ cùng với Út Nhất cũng như em Phong và các anh em sẽ lại tiếp tục qua quận 3 để nhổ thêm cho ông Nhất thêm 3 cây găng nữa. Sau đó thì mới lấy ni rồi thời gian sau đó lên Sài Gòn một lần nữa để làm cái hàm găng. Tại hàm găng trên của ông Nhất á là coi như là bị hư hết rồi. Và Bùi Hồ có cuộc hẹn với lại chị, hẹn là trưa nay khoảng 10 ăn uống xong khoảng 10 giờ gửi qua bên chị á. Rồi đi 2-3 ngày rồi bỏ rồi cỏ hay làm. Nhưng cũng có điện nói với ông anh cái bữa giá kiều á. Chứ không như qua lúc này cũng nghỉ cũng lâu lắm, không biết đi làm được. Em như thông cảm kêu ai ra thới màn đỡ như đỡ đi đó. Biết đi đợt này biết về rảnh hết rồi biết trả ngược tôi làm lại. Có khi nào sợ mắc mối luôn không? Không, tại cái đó là như mấy ông anh mà bữa mà cưng đãi mấy ảnh ăn thợ đó. Mấy anh thợ hồ này kia thợ sắt đó. Họ nghe mấy ảnh cũng là cha nữa là mấy anh chủ không đó. Mới cắt nhà mới lên ở có một đêm, ngủ nhà mới nó khác so với ngủ nhà cũ như thế nào nhất? Thấy như nó ấm, nó ấm này kia chứ hai nữa nó cũng thoáng mát á. Ngủ nó cũng khỏe. Mẹ có nói gì không? Mẹ bà ngủ dắt nó dắt đi dắt út qua rước không bà ngủ ngon. Cứ thấy đi ra bà ngủ ngon lành. Dạ. Tại mình thấy như nó ấm mấy chị bà ngủ chứ nó ngủ nó cũng khỏe. Anh Tú có về đó ngủ không? Không, Tú nó về bên vợ nó cũng có biết đi giờ chắc nó về nhà quá. Mẹ có nói là ngủ gạch lạnh lạnh vô không? Đi đứng á. Có mẹ. Mẹ nói sao? Bà nói sao nó lạnh 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 cái giò. Tại ông làm mới đi nhà dán quen rồi đó. Rồi cái nhà này đi cái lạnh lạnh mới nói lạnh lạnh á. Thì sao mới kêu mày nữa mày lấy cái mền nào của cũ đó. Cái vớ á. Cái mày trải dưới thằng kia cho bà. Lấy cái vớ mang cho mẹ. Thôi thì hôm nay là tiếp tục là đi ăn sáng rồi sau đó là sẽ đi nhổ găng. Đi ăn sáng bữa nay ông Nhất trả nghe. Ở đây cũng có đem theo đây nè. Đem theo nhiều không? Triệu mấy. Triệu mấy là đủ một buổi ăn sáng của mấy anh em mà. Còn tiền xe về nữa. Xe đi xe nhà của cưng đó. Rồi thôi nói lời chào tạm biệt cũng như cảm ơn chị Huỳnh nha khoa ở quận 3 của Sài Gòn như tất cả các cô bác anh chị đi.
Ui cũng cảm ơn chị Quỳnh ở Nha Khoa, rồi ui cũng cảm ơn với chị em bà con cô bác với Mạnh Hùng Quân. Hôm qua cảm ơn anh Vũ nữa. Ờ anh Vũ đã tặng cho ba bộ tóc mới. Ba bộ mới ui cũng cảm ơn rất là nhiều. Để thời gian tới chuẩn bị livestream. Để chuẩn bị livestream thì phải tốn khá là nhiều công, nào là găng, nào là tóc hôm nhất ha. Yeah. Mai mốt chuẩn bị thêm bộ mic nữa. Ừ. Cái ống đó. Bữa nay không dám cười sợ xấu. Thôi bây giờ Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã ủng hộ Bùi Hồ vốn nhất. Và sau khi ở Sài Gòn về á thì Bùi Hồ sẽ dày chết tất cả các tin nhắn lại mà cô bác anh chị đã gửi cho Bùi Hồ để có thể vận chuyển khô đến tay của các tất cả các cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì cũng xin chân thành qua clip này chân thành cảm ơn chị Huỳnh Nha Khoa ở đường Hoàng Sa quận 3 của Sài Gòn đã hỗ trợ cho ông nhất làm được một cái hàm răng mới để tìm lại một cái nụ cười mới không có khép nép. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha. Bye bye. Bye bye ông nhất ơi. Bye bye.